Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói về cái cách trình bày bản vẽ. Thì đây là mình có một cái bản vẽ một công trình nước ngoài. Như bạn đây là HGC. Đó. Thì đây là tháp, ở đây là có những cái này là tháp của hệ ống gió là tháp Sai. Thì mình thấy là mình kiếm cái box của nó. Thì cái cách mà khi mà bạn học đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ như thế nào, trình bày bản vẽ và family có sẵn, và chỉ các bạn tạo family và sau đó bốc khối lượng. Đây là đang làm một bản vẽ fit out. Đó, bản vẽ này là bản vẽ fit out. Bây giờ thì giống như là nó thay đổi, giống như là có một bản vẽ trước đó là existing, là hiện tại, sau đó nó sẽ đập phá để mà sửa chữa lại cái khu đó thì nó mới có ký hiệu như vậy nè. Thì khi học đó là thì mình sẽ trình bày bạn rõ là tại sao người ta lại trình bày như vậy. Đó, đây là hệ thống PV rồi học qua các view, view range, filter, rồi đặc biệt là view template. Template thì mình có view template của nó. Ở đây là mình sẽ dùng cái view template này là mình nè. Nó sẽ thiết lập lại nó đúng chuẩn hết để mình in. Đó, view template là chỉ thể hiện cái hệ của mình thôi, không hề xuất hiện hệ gì của khác. Và sau đó mình sẽ qua những cái bản vẽ của nước nha. Cái bản vẽ của nước thì các bạn sẽ học qua cách trình bày bản vẽ nước. Thì nước thì phần lớn sẽ nằm trong cái khu nhà vệ sinh. Đó, một trình bày của nước này. Đó, vùng lỗ tai, vùng cầu, rồi ống ven. Đó, nó là bản vẽ nước. Cũng trong cũng tầng đó thì mình sẽ qua cái bản nước cấp. Đó. Thì nước thải thì có nước cấp để cấp vô các bồn của cái bồn cầu để mà xả, rồi bồn rửa tay, rồi nước nóng nước lạnh, rồi có rồi đặc biệt là mình không có dùng thác, nước ngoài họ sẽ dùng gọi là thi nốt, họ dùng thi nốt này rất là dễ nhìn và bản vẽ mình sẽ sạch sẽ hơn. Đúng. Rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn qua cái hệ file. File thì phần lớn mọi thứ nằm trên ceiling, thì file nó sẽ có là các đầu báo, đầu sprinkler, file alarm. Dưới đây sẽ có là speaker này, đó này thuộc vào file alarm này, speaker và đầu sprinkler. Đầu này là đặt ngay trên ceiling để bạn nhìn thấy ceiling đó. Bạn sẽ được một học hướng dẫn để đặt cái thiết bị trên ceiling và sau đó phối hợp lại các hệ lại với nhau trên ceiling. Đó, đây là sprinkler, đây là smoke detector là phát hiện khói, nó bán kính khoảng 3 mét. Đó. Cũng tương tự như mấy bản vẽ khác đó, thì họ dùng cái nốt. Mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn thì điện, giờ các bạn qua bao nhiêu điện thì mình qua lighting. Ừ, như lighting đi, bạn sẽ thấy đèn đó, rất là nhiều thứ cũng trên một cái ceiling đó, nhưng mà nhìn nó mỗi hệ vẽ với nhau mà mình không phối hợp là nó sẽ đụng nhau trên tầng, đặc biệt là đèn, điện gió và sprinkler. Thì làm sao để có nhiều cái bản vẽ đó nó cùng hiện trên một một mặt bằng, thì mình mới đi qua cái bản vẽ phối hợp là bản vẽ combine ceiling đó. À, như các bạn thấy không, combine ceiling thì nó những gì hiện trên ceiling là miệng gió, đèn, alarm, sprinkler, smoke detector, nó sẽ hiện hết trên đây, mà hệ nào đụng cái gì đó mình sẽ thấy được, mình mua qua mua lại. Đó, đó là cách mình phối hợp trước khi mà mình ra khỏi công trường và mình xây dựng cái công trình. Đó, sau cái khóa học đó bạn sẽ nắm rõ được cách trình bày, phối hợp, view
rồi cách vẽ các hệ thống file HVAC điện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Có gì các bạn cứ liên hệ qua Facebook của mình là TVBit20 Online. Mình vừa training online và training offline tại nhà. Bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua mình. Cảm ơn các bạn.